gì nữa hả? Tại sao bài kiểm tra điểm thấp vậy không đưa cho mẹ coi? Con lại thi là thi tiếng Anh là con nước chót lớp hoài vậy hả? Dạ, mẹ này kỳ quá không? Mẹ cũng là giáo viên mà. Sao mẹ lại tự ý xem bài kiểm tra của con? Còn dám nói mẹ tự ý nữa hả? Dạ. Mẹ cảnh cáo nha, mẹ đang đợi điểm thi cuối kỳ của con đó. Môn tiếng Anh mà thấp điểm đứng chót một lần nữa, biết mẹ nghe chưa? Mẹ nói hoài à. Mẹ nói rồi đó, mẹ chờ điểm thi cuối kỳ đó. Cái thằng này, cô giáo tới mà ngồi nguyên cục vậy á hả? Muốn ăn đòn không? Muốn ăn đòn không? Cô My, bài kiểm tra cuối kỳ này nhất định tôi phải được điểm cao. Tôi sẽ cố gắng, cô giúp tôi nha. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi nha. Ủa sao vậy? Còn mấy ngày nữa thi rồi mà còn quá trời bài luôn nè, nè, nè. Mình tôi học sao nổi? Ông trời ơi, ông ngước xuống đây mà coi. Sao bữa nay Trạng Nguyên xuyên đột xuất nè ông trời ơi. Tôi đang nghiêm túc đó. Em đang nghiêm túc lắm hả? Ừ. Được rồi, nếu mà như em thật sự nghiêm túc siêng năng như vậy thì lần này chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới được. Tiết sau cô sẽ dạy cho em những cái bài còn lại. Nhưng mà quan trọng nhất là ở em phải học thuộc từ vựng đó, biết chưa? Tôi hứa tôi sẽ cố gắng. Nguyên. Dạ. Cùng nhau cố gắng lên. Tiết sau đó, cô sẽ soạn giáo án thiệt là tốt, thiệt là hay dành cho em. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cảm ơn cô. Cố lên. Cô ơi, Nguyên nói là không muốn ăn á cô. Sao mà không muốn ăn? Dạ, con thấy Nguyên còn đang học bài. Cái gì? Nó nói là nó đang học bài. Dạ. Cô có nghe lộn không vậy? Dạ, hay là để con đem bánh sandwich lên cho cậu Nguyên nha cô. Nè, khoan đã. Dạ. Con lấy bánh ra đây đưa cho cô. Cô đem lên lầu cho nó. Cô là không có tin cái thằng này một bữa nay nó siêng năng như vậy đâu. Cái điều này là trốn lên lầu đọc truyện chứ gì đó. Cô lấy hết đề cương thi trên web về cho em hết rồi đó nha. Ừ, cảm ơn cô nha. Tại vì lần này cô thấy em quyết tâm quá, làm cho cô cũng hơi bất ngờ đó nha. Nhưng mà cô cảm thấy là đề cương hơi nhiều á. Nếu mà làm hết lần thì hơi lâu quá nha em. Hay là nếu mà em rảnh á thì tối nay em qua thư viện gần nhà cô đi, rồi cô với em á làm thêm. Tôi biết rồi, đây là lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên gì? Lần đầu tiên thấy cô giống cô giáo á. Dám nói chuyện vậy với cô á hả? Mà bây giờ cô mệt lắm rồi, cô không có thời gian để mà gây lộn với em đâu. Đi nha, tí gặp. Ừ, lát gặp. Hay, ngồi xuống. Lấy tập vở ra nè. Cô còn buồn ngủ không vậy? Nó nghe nhỏ thôi, nói to vậy người ta làm bây giờ. Không có còn ai đâu. Ủa, mình là người cuối cùng ở đây rồi hả? Ừ. Ê, nè. Vậy
Câu này làm sao? Thật ra thì đến nước này rồi á, chỉ còn cách học thuộc lòng hết tất cả thôi à. Trời đất ơi, em bị dạy mất mũi hả? Hả? Trời ơi, đừng đụng, khăn giấy, khăn giấy đâu. Chứa rồi, học cái gì mà dữ vậy nè Nguyên ơi. Á, đừng, đừng, đây, 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 đây. Đây, ê, một, khoan. Gì vậy? Để xíu nè, để xíu nha. Cô đếm 1, 2, 3 lần ngước cái mặt xuống nhìn vô camera nha. Ôi sao vậy? Chụp tấm hình kỷ niệm. Lâu lâu á em mới xuyên học vậy mà. Một năm á chảy máu mũi được mấy lần đâu, đúng không? Cô bị gì không trời? Trời ơi, ngước mặt xuống, ngước mặt xuống. Ngước xuống. Cười. Nó chảy gì không? Chảy nhìn thấy cười cười. Lâu lâu em mới xuyên học vậy mà. Đúng không trời, dễ thương. Đi, đi. Nhét vô. Dễ thương quá anh nè. Tỉnh ngủ luôn. Cô như biến thái vậy. Thế bộ Ngọc tiếp đi. Nè. Chạy đi. Chạy đi. Quá à. Đi ra ngoài một chút đi. Dạ luôn á hả? À. Em có điểm thi rồi nè. Có cao không? Không cao là mấy đâu. Nhưng mà nếu mà nó được thì tiếp tục học với em nha. Vậy là chắc điểm cao lắm rồi phải không? Không cao gì. Wow, 9 điểm rưỡi luôn nè, giỏi quá à. Em mà. Chúc mừng nha. Chị Vy, hôm nay thằng Nguyên được 9 điểm rưỡi luôn á. Thiệt luôn á hả? Dạ, cả lớp. Ủa? Ai cũng hú hồn luôn á. Đã quá vậy. Cũng có ăn hiếp đâu, nó dám uống sữa của con nè. Nè nè nè, mẹ nhìn đi, sữa của con tới số 8, bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nấc rồi còn gì. Cô ơi, con không uống đâu. Mày uống với ai uống hả? Bây giờ á, mẹ con mình làm lại phép trừ nha. Ôi, không biết làm đâu. Con yên tâm đi, mẹ đảm bảo là con làm được à nha. Đúng rồi, con gái của ba ngoan lắm nha, ráng nha con nha. Nhìn mẹ nha. Bây giờ ví dụ như Lam Chi đang có 10 miếng sườn. 10 miếng sườn mà Tâm Anh nó lén ăn mất của con hết 4 miếng, vậy nó còn mấy miếng? Ý, con này gan quá. Vậy là con chỉ còn ăn được 6 miếng thôi hả? Hay quá vậy. Trời ơi, giỏi quá trời. Con gái ba giỏi quá trời luôn á. Con phải đi xưởng nhỏ này. Đây đây đây. Đâu? Mẹ ví dụ thôi à, chứ Tâm Anh nó đâu có ăn sườn gì của con đâu. Mẹ ví dụ thôi à. Trời, mẹ làm tưởng thiệt không à. Nè, con gái của mẹ giỏi quá à. Nè, con nhớ nha, kể từ bây giờ á, mỗi khi mà con làm phép trừ á thì con cứ tính là như vậy đi. Con đặt Lam Chi ở phía trước, nghĩa là số bị trừ, và cái số phía sau là số trừ, thì con tưởng tượng đó là Tâm Anh đã lấy mất của con. Vậy là ra kết quả liền à. Ghê chưa? Dạ ghê. Bây giờ vậy mình thêm ví dụ nữa nha. Con uống sữa còn 9 nấc còn mới làm dấu, thì Tâm Anh nó mới lén. Nó uống đi 6 nấc, hỏi chai sữa còn bao nhiêu nấc? Tất nhiên là còn lại 3 nấc rồi. Trời ơi, bà không thể nào tin được luôn á. Con gái của bà thông minh quá trời ơi. Tâm Anh, mày dám uống 6 nấc sữa của tao? Ai đi đâu? Uống đi, xử nó. Trời xử cái gì? Thí dụ, bà chỉ thí dụ thôi chứ Tâm Anh đâu có uống sữa của con đâu. Bà làm hết hồn. Thí dụ thôi à. Tâm Chi giỏi quá à. Bây giờ nè, thêm ví dụ nữa nha. Bây giờ mình làm tiếp nha. Nè. Nè, con nhớ rõ chưa? Số trừ với số bị trừ là sao? Nói lại cho mẹ nghe. Là số mà Tâm Anh lấy mất của Lam Chi. Hay quá. Cứ như vậy mà phát huy con gái của mẹ. Yes. Yes. Chứ hãy tin tưởng ở con. Con đi đây. Con gái giỏi lắm. Cố lên nha con. Yeah. Coi. Không hiểu luôn á. Không hiểu nó giải có cái kiểu gì mà cứ gây cho con nít cái ấn tượng ganh ghét là sao? Ba này
Chỉ có cách đó thì nó mới chịu làm phép trừ thôi mà. Cô ơi, như là Nguyên bị cảm rồi đó cô. Các em, nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi. Ba, bài kiểm tra IQ là gì ạ? Sao? Sao con lại hỏi vậy? Thì hôm nay cô giáo bắt con làm bài kiểm tra IQ. Kiểm tra IQ hả? Cái bài kiểm tra IQ á là kiểm tra đầu óc của mình. À, cái kết quả có thể là cho mình biết là mình là người thông minh hay là người ngu dốt. Đó, là cái người hữu dụng hay là vô dụng, con hiểu không? Ba nói chuyện với con nít mà nó vậy hả? Chứ nói làm sao vậy? Nói chuyện với con nít mà ba đi nói vô dụng với hữu dụng. Thì phải giải thích cụ thể vậy chứ. Rồi có làm bài được không? Không được. IQ á là phải có IQ em mới làm, mà trong lớp á ai cũng lo làm mệt trơn, không ai kêu em. Cô giáo cho tôi hỏi cái, kết quả kiểm tra IQ của cháu có chưa vậy? IQ hả? Dạ có rồi. Anh chị đợi em chút nha. Dạ, kết quả của bé Lam Chi là bao nhiêu vậy cô giáo? Số điểm của bé Lam Chi là 101. Thank you.
Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô giáo. Dạ chào anh chị ạ.